Xin chào anh em, mình lại giới thiệu với anh em một cây guitar acoustic của Yamaha nữa nha anh em nha. Chất lượng tốt, giá hợp lý. Cây này là Yamaha Nhật, Yamaha FG201 nha anh em nha. FG201 khóa là khóa của Yamaha luôn nha anh em nha. Ghi cái chữ gì này, đọc ra chữ Nhật anh em. Chất lượng tốt nha, đàn thì nguyên zin hết nha anh em nha. Mặt tớp nó hơi lướt xước nè anh em thấy không? Nhẹ nhẹ thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì, đàn cũ lâu năm mà cái đàn nó 50 tuổi rồi. Nó lướt xước chút xíu cũng không sao nha anh em nha, bình thường thôi. Chất lượng là tốt, ngon lành hết, âm thanh thì rất hay luôn anh em. Đàn Nhật chất lượng tốt, series này là series cũng khá cao rồi cho nên chất lượng âm thanh nó rất là hay. Cái action của đàn đó mình canh chỉnh ở cái mức chuẩn rất là hợp lý. Anh em nào muốn nâng lên cao hơn hoặc là thấp hơn nữa thì mình hạ hoặc nâng ngựa cho anh em nha. Ngựa nó còn đây, anh em mình chỉnh theo ý mình đó, mỗi người chỉnh ý khác nhau mà. Âm thì rất là hay luôn anh em. Ngoài vấn đề lướt xước nhẹ ở trên bề mặt tớp ra thì cái đàn này thuộc dạng chất lượng tốt, âm hay mà giá nó quá là tốt luôn anh em. Mình đang bán với giá là 2.600.000 nha. 2.600.000 là anh em có được một cây đàn Nhật chất lượng tốt, âm hay rồi. Anh em nào muốn đàn đẹp thì liên hệ mình đưa cây khác, chứ cây này nó dòng những dòng đàn Nhật mấy chục năm này ít có những cây đẹp lắm nha anh em nha. Đa số là nó bị lướt xước thì mình chấp nhận vậy, mức giá nó rẻ nha. Tổng quan nó vẫn đẹp anh em nhìn thấy không? Tổng quan nó vẫn là một cây đàn đẹp. Cái này là sớ gỗ nó nha anh em nha. Sớ gỗ nó đẹp tự nhiên luôn anh em. Lưng nè, eo nè. Đó, đẹp ngon lành hết nha. Rồi, mình sẽ quay gần mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi, anh em coi gần mặt tớp của đàn nè, đẹp cho anh em nha. Đó, mặt tớp đẹp. Cái chỗ này là bộ phận người ta hay đánh á, cho nên nó đụng chạm chúng nó hơi lướt xước ở trên này thôi. Còn lại là ngon, cái miếng chống xước này là miếng zin của Yamaha nha. Đặc trưng nó rất là dày và rất là cứng anh em. Rất dày và rất cứng. Đẹp hết, heo đàn đây, lưng này đẹp hết nha anh em, đẹp. Cần phím thì ok, ngon lành. Yamaha, khóa Yamaha luôn nha anh em. Action của đàn thì canh chỉnh chuẩn, đẹp, dây 1 chuẩn nè anh em, dây 6 chuẩn luôn nha. Đó, đẹp ngay mức chuẩn luôn nha anh em, mình chơi nhẹ êm. Âm thì tuyệt vời luôn anh em thấy không? Và mình test cần phím cho anh em nghe nha. Cần phím ngon lành nha anh em, không rè tè, không lỗi phím nào nha. Rồi mình rải vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của đàn. Âm nó rất là vang và rất là dày, rất ấm luôn anh em thấy không? Chất lượng tốt, âm hay mà giá rất là rẻ luôn anh em. 2.600.000 anh em, 2.600.000 nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.